kiểm tra tin nhắn đứa em tiểu học, anh trai ớn lạnh khi phát hiện bí mật. Rồi bây giờ chúng ta chia một đếm nha. Xuống em. 1 nè. 2 3 4 nè, 5 6 nè, 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Quá trời luôn. Đếm không được luôn. Em yêu anh lâu. Trời đất ơi. Theo đó, dạo gần đây, không hiểu vì sao đứa em trai học cấp 1 suốt ngày cười tủm tỉm, yêu đời một cách lạ thường. Mặc dù không hề chơi game, nhưng cậu ta luôn mượn điện thoại của bố mẹ để vào Facebook, khi thì mượn cả laptop của anh trai rồi làm gì đó một cách hết sức lén lút vào lúc đã nửa đêm. Ngày hôm nay, cậu cả lại tiếp tục mượn laptop của anh để lên mạng. Tuy nhiên, vì lý do gì đó mà cậu ta bỏ đi, còn quên tắt trình duyệt, quên tắt luôn cả máy tính. Người anh vào xem thử thì vô tình phát hiện thứ bí mật hiện ra trên màn hình. Sự tò mò của ông anh trỗi dậy vô cùng khi những dòng tin nhắn hết sức bí ẩn mà cô em mình đã nhắn cho ai đó. Kéo lên xem hết thì mới tá hỏa. Thì ra đứa em tiểu học của mình bao lâu nay lên Facebook để nhắn tin với con ghẹ của nó. Rồi bây giờ chia một đếm nha. Xuống em. 1 nè. 2 3 4 nè, 5 6 nè, 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Quá trời luôn. Đếm không được luôn. Em yêu anh lâu. Trời đất ơi, thằng em tôi. Đây là 14 tóc em. Mọi người có cần giải quyết cho em cái hiện trạng này được không? Trời đất ơi, chính giống thằng em luôn. Từ những gì quay lại cho thấy cậu em đang còn mùi răng sữa đã nhắn tin hết sức xến xúa với một cô gái nào đó khả năng cao là cùng lớp. Đọc đến đâu ông anh sang chấn tâm lý đến đó, vì không ngờ rằng mình năm nay đã hai mấy tuổi đầu nhưng còn thua cả thằng nhỏ học cấp 1 đã có mối tình vắt vai và ngày nào cũng nhắn tin với nhau đến khuya muộn mới ngủ. Đúng là tuổi trẻ tài cao, pha này thì anh cũng hết thuốc chữa rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.